Đó, cái đây nó mấy lóc lên đây mà. Có hả? Đấy. Rồi, lên xe đi Yên ơi, lên xe đi nè, tranh thủ thời gian. Thì ông kia còn mua gì đứng phải phủi đó nữa. Đá đi tiểu đi. Giờ lên nột quá nghe, đứng được. Đưa vô trong đó ba phần rồi thì ông phát ai trong phát. Cái đó 199 đó là cái đó là riêng, phiếu nó mới đem lại nữa đó. Vậy sao? Mất lấy được xe để cho khách thấy kỹ ra. Rồi sao? Rồi sao được phiếu à? Đừng có phiếu, giờ phải rồi. Không vậy là có vậy là thiếu một phiếu hả? Thiếu gì à, chắc không mất phiếu đâu lại. Phải lại giấy rồi kìa. Rồi phát thần, nếu mà thiếu mình đưa cho tiền nó chứ sao vậy? Nó vậy chứ có dư gạo chứ này kia cho hả? Không có thiếu. Mình có chuẩn bị rồi, không có thiếu. Rồi rồi lên đi. Rồi lên tranh thủ đi chưa à? Thì ở các tỉnh rất là xa, vượt hàng ngàn cây số để đem về mảnh đất Di Linh của mình, nơi cao nguyên, chia sẻ với bà con đồng bào dân tộc nhân dịp đầu xuân, cũng là mùa nắng rất là khó khăn và khô hạn đối với đồng bào dân tộc ở nơi đây. Cô thay mặt cho chùa Thanh Sơn đã đón tiếp đoàn quý mạnh thường quân tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp, đã lên chia sẻ 200 phần quà cho đồng bào tại xã Bổ Thuận và xã Gung Ré. Phần quà trị giá hơn trên 300.000 đồng, nên từ những quý vị cho và từ những quý vị nhận rất là trân trọng với nhau để chia sẻ những khó khăn nơi bà con vùng sâu vùng xa nơi cao nguyên. A Di Đà Phật chúc quý vị trong đoàn tại thành phố An Giang và Đồng Tháp sức khỏe dồi dào, gia đình an lạc hạnh phúc, và bà con nhân dân tại huyện Di Linh rất là hân hạnh đón tiếp quý vị vào những dịp quý vị đi từ thiện tại vùng cao nguyên. A Di Đà Phật. Giới thiệu cái đây là anh đại diện cho ủy ban gì đó. Chủ tịch quỹ Hội Chữ Thập Đỏ, Ủy ban xã Gung Ré sẽ có đôi lời với quý mạnh, xã Bảo Thuận có đôi lời với quý vị mạnh thường quân và bà con đồng bào các dân tộc và A Di Đà Phật. Lời đầu tiên thì tôi thay mặt Hội Chữ Thập Đỏ của xã Bảo Thuận, thay mặt bà con, chúng tôi rất là biết ơn các anh chị em, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã quan tâm đến bà con nhân dân xã Bảo Thuận của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ chia sẻ hết những cái phần khó khăn của bà con cho quý vị. Và các quý vị, mong quý vị quan tâm và tạo điều kiện. Tại vì xã Bảo Thuận nói chung là còn rất nhiều hộ khó khăn, là hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98% là vẫn còn khó khăn. Cho nên đây là một phần nhỏ của những hộ khó khăn là đến hôm nay, rồi sẽ có phần quà tiếp theo sau này nữa thì chúng tôi sẽ phân phát người khác nữa. Cho nên là mong bà con chúng ta cảm ơn đoàn, và trước khi nhận quà lát nữa là chúng ta phải nói một câu mô Phật rồi mới nhận quà.
người nào không nói câu mô Phật là đi về tay không, nghe chưa? Rồi cảm ơn, cho chàng hóa tay đi. Rồi, câu này là câu ăn tiền đó. Cái câu đó mới là câu quan trọng. Dạ. Biết ơn người ta bằng cách mình nói một câu đó thôi là người ta rất là mãn nguyện. Rồi, xin cảm ơn. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chính quyền địa phương ở đây. Đưa dần gần vô. Kính thưa. Để lên quán chị để lên. Kính thưa quý vị. Hôm nay là cái ngày đoàn của chúng tôi, tức là đoàn Phật giáo Hòa Hảo Đồng Tháp hợp tác lại với tỉnh An Giang trở về đây cái huyện Di Linh này. Thưa quý vị, với cái nỗi khổ tâm của các mạnh thường quân cũng như của quý vị, bởi vì cuộc sống mà phải cuộc sống thì phải có tiền để mình sống, có gạo để mình sống, thành ra thấy các mạnh thường quân thấy quý vị rất là vất vả về cái phần này, cho nên để chia sẻ cái nỗi cực khổ cũng như cái nỗi vất vả cho bà con, cho nên các mạnh thường quân ở Đồng Tháp cũng như tỉnh An Giang có những cái phần quà đem về đây kính tặng quý vị, mong quý vị nhận cho cái lòng thành của các mạnh thường quân, và chúng tôi ao ước sau từ đây về sau quý vị sẽ xóa đói giảm nghèo, không còn khổ, không còn nghèo và vươn lên trong cuộc sống, sau này quý vị sẽ giàu hết ha. Hiện tại thì không gì hơn, tôi xin thay lời cho đoàn Đồng Tháp cũng như tỉnh An Giang kính chúc các cấp chính quyền cũng như những quý vị ở địa phương, những người dân cực khổ được bước qua cái mùa xuân mới, được dồi dào sức khỏe, làm ăn thì thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và sau cùng thì mong quý vị hoan hỷ cho đoàn chúng tôi, cũng như xin hay là gieo duyên với quý vị, cũng như quý vị gieo duyên với Đức Phật là niệm Phật một chút gì đó, chừng 10 câu gì đó rồi mình lãnh quà, rồi quý vị có chấp nhận hay không? Ba câu dạ. Rồi bà con đều phát theo. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ đây mình bắt đầu đi ha. Bây giờ tôi đọc trước 3 tiếng. Rồi quý vị đọc theo ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đọc lên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô Đà Phật. Cảm ơn bà con mà. Đi đêm khuya họ đến được. Mình chỉ đứng chờ một chút, thấy hàng rồi mình vô. Chứ đâu có cái gì đâu mà mình phải chen lắm. Rồi hết một hàng xong rồi cái hàng thứ hai nối tiếp đuôi vô chứ không có chen qua. Bây giờ mình coi người nào yếu thì mình ôm tiếp ra ngoài đi, mình đừng có chuyện này chuyện với mấy bà đi, để mấy bà yếu chuyện đi, còn mình coi người nào ôm không nổi thì mình ôm ra tiếp. Rồi quý vị từ quý vị không nó lắm vô, để cái hàng sau kia chứ sau hàng này lại đi vô. Quý vị trẻ đi xịt lôi xuống đây để cho những hàng sau hết rồi. Ai cũng có phiếu thì ai cũng có quà hết thôi, quý vị không có lo.
Ờ hỏi đó, anh hỏi đó, người nào có đau bao tử hết cho nghe, bị mình không có nhiều. Dạ 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 đúng rồi, anh hỏi là chắc mẻm rồi đó. Rồi cho vô đi quý vị ơi, cho vô đi. Cho vô đi, cho vô đi. Con nay nhiêu tuổi rồi? Biết nói tiếng Việt không? Rồi, giờ này không biết nói tiếng Việt rồi. Nói nhiêu tuổi rồi? Biết nói tiếng Việt mà không biết nói tiếng Việt. Nhiêu tuổi? Hả? 6 tuổi hả? Ờ, vừa phải rồi, tuổi này 6 tuổi vừa phải. Biết nói tiếng Việt mà không biết nói tiếng Kinh. Chú mèo con đó nè, chú gấu con đó nè. Lấy thoải mái. Đúng rồi. Sao khóc rồi, lạc mẹ gì rồi? Lạc mẹ gì khóc rồi? Xếp lại ngang cái nào dư. Cái nào dư là bỏ lại ngang đây, không có đủ nha bà con. Có bọc này, có đem bọc theo mà. Có cái bọc nào đem có. Để con xem mình. Có mấy cái bọc mà có mấy trong bọc muối nó có đem mấy cái bọc để mà chuẩn bị sau khi nó bể đó. Ờ có bọc đó, không phải cũng được, cái đó không có cho cái trường thiếu. Ở trong cái bọc kia nó có mấy cái bọc, ở trong cái bọc muối nó có mấy cái bọc. Nam mô Đạo Phật. Hôm nay là chúng tôi phát điểm thứ hai tại Gia Bắc, Buôn Mê Thuột. Đây là điểm thứ hai trên 200 phần. Thank you.
Tôi dép nó đâu lấy mang cho thả cho nó đi chơi ở đó mà vòng. Trời ơi, ý là ta chống nạnh mà gõ còn lấy con chó thủi lên nữa thấy không? Hết biết chưa? Sao quay mặt sau, quay mặt trước không ạ? Mặt sau cái camera nó cái mặt thiếu bị ố vậy á. Hình không rõ. Máy giỡn mà máy đồ bỏ là vậy đó. Muốn cho quay mặt sau nào cho cái này đi. Quay mặt sau đẹp đi nè. Cái này giờ rẻ mà. Cô hỏi rẻ. Cái này hăm mấy triệu à? Trời ít lắm. Bỏ đắt quá ha. Đừng tung ra đó dơ đồ lắm, đưa lên cho này nè. Tặng cho cái gùi này đi. Tặng cho tôi cái gùi này đi. Sao hết bảo hả? Thiếu gì ai nãy làm để đâu lộn rồi đâu rồi đó. Bây giờ tôi cần thấy còn có cá bọc mà tôi biết thiếu rồi, tôi biết là thấy lộn rồi. Coi kiếm qua rồi bọc có lộn cái đâu cái bao nào trong cái bao đó không? Còn bao bọc xuống rồi mà. Xuống nó tương mà. Bọc làm sao rồi? Chứ bọc tôi tính là đâu có thiếu đâu. Làm sao lộn rồi? Đâu có lộn, bọc thành dầu không nè. Ừ. Để lộn. Chuyện nữa chuyện ngang cái đó đó, đừng có để cái đây, chuyện ngang cái đó đó, để cho nó đó. Hả? Rồi mất công đó bà con, đường ta đi ra mà để đây đâu được. Rồi cho xe ra để xe đang được, để cho nó đó, để cho nó đó. Cô gần đây không?
Vậy hả, cô lọ ở đây khoảng bao nhiêu cây số? Không biết nữa, không có biết. Không biết bao nhiêu cây số hả? Ở đây có ai mà loại ba chiều cao xa nhất không quý vị? Khoảng bao nhiêu cây số? Ở đây có biết cô bác em mình có ai mà đi khoảng nhận quà này cái đường xa nhất không? Hả? Khoảng bao nhiêu cây số? Hả? Dạ, nhiêu cây chú? 24 cây hả? Dữ vậy đó. Trời ơi. 24 cây. Đi bộ 24 cây đi nhận quà. Tao muốn hỏi thử có những người mặc dù không biết có những người mặc đâu khi những người ở xa. 24 cây thì lâu lâu. Nghe. Có những người quá xa nó đến nhận quà. Mẹ đi nhận quà luôn. Cười. Vui mặt cười cười nhói. Mặt chết mẹ cười cười. Gái tao quán. Mang gì bụng bành kia ăn ngủ không gì bụng bự chứ à. Đây nè, thấy nó nghèo ngoài với rõ ràng thấy không? Người ở đây nghèo hơn người ngoài. Ở đây nghèo hơn ngoài nhiều. Nghèo hơn ngoài nhiều, biết trước mà. Có rồi đó, xin thầy chút luôn đi rồi nữa mình không cho đó. Thì đó mấy đứa đứng là ra ngoài, để ra ngoài hết. Ủa sao Dương chục bệnh mà sẽ có mấy bệnh đó à? Dương chục. Rồi nói đi cô. Xong rồi nói cô phát biểu đi, phát biểu. Bây giờ bà con mình dễ cho tự lên nói chuyện nè. Rồi. Các cấp lãnh đạo và bà con tại xã Gia Bắc. Hôm nay có đoàn tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp với mạnh thường quân góp những phần quà để chia sẻ với đồng bào bà con mình tại huyện Di Linh, xã Gia Bắc, nơi vùng sâu vùng xa rất là khó khăn trong mùa mưa nắng này. Nên quý vị đoàn tại An Giang và tỉnh Đồng Tháp rất là xa xôi, đi từ tối hôm qua mấy giờ mới tới, chiều hôm qua mấy giờ mới tới đây để đến tặng cho bà con những phần quà, chia sẻ với bà con những lúc khó khăn. Nên cô thay mặt cho chùa Thanh Sơn và bà con nhận quà tại huyện Di Linh xin chân thành cảm ơn. Còn tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp với mạnh thường quân đã góp và của góp công và đến chia sẻ với đồng bào khó khăn tại vùng cao nguyên Di Linh Lâm Đồng này. Xin chúc quý vị sức khỏe và an lành hạnh phúc. Rồi cảm ơn cô và mời phái đoàn này chúng ta phát biểu. Chị Hai Anh Hai đã phát biểu bà con. Rồi sao mà thời gian mới không? Lột cái khẩu trang ra coi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quân á, đã thấy khó khăn của bà con cho nên đã cũng sao chiếm trận lòng lắm, cũng lo lắm lắm, làm sao tạo điều kiện để cho bà con những phần quà. Hôm nay những thành phần quân người ta đã trở lại, đấy, có được 200 phần quà. Chúc cho bà con, mong bà con nhận cho cái lòng hậu thuẫn của anh em thành phần quân. Và thứ lời thì xin chúc người đứng ở đây, chúc cô mừng tất cả quý vị được dồi dào sức khỏe, rồi thành đạt cái công việc ha, và mọi người hết nghèo, mỗi ngày chúc cho bà con là bạn. Thì nó phạt thêm bà con mình. Rồi, bà con mình. Rồi, bà nè móc ra lấy con cọc trước thôi, lấy ra nguyên cọc mà lấy ra coi. Coi em chuẩn bị chỗ đang phát ra đèn, bây giờ bà con cũng có nói rồi, thấy nó đang nuôi đang cái nó nổi chứ chiều ngày lại nó phát ra giấy 10.000 nữa, lấy cái cọc với 10.000 nữa coi. Rồi lấy giờ một cặp hay gì đâu mà lấy kỳ cục cả. Rồi, rồi mình nghĩ qua không hiếu. Mình nghĩ kêu nhỏ đưa phát 10.000. Mình đứng đây rồi phát đây mình ra. Rồi bà con mình đi qua bên đó, đi qua bên đó để cho đừng đi ra. Đi hát chơi đi, chú hát đi. À, để ở đưa từ người đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hết mê cái gì rồi, cái máy quay phim hết mê cái gì rồi, nó hết mê cái gì rồi đó. Đứt đột. Dạ. Hả? Cái mèo mà có. Chị có. Cái thằng xe công nó đi hoài à. Trời ơi. Đây, còn ăn sao mà bứng đồ gì được. Đây nè. Đây 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 nước, đây nước. Đây đây đây. Lấy tiền chưa? Cũng nhận tiền chưa? Ba để đưa lên nha, hả bỏ vô. Đưa lên giùm kìa. Đưa cái gùi lên. Rồi quay mặt cho bà con báo qua nó biết chứ coi nè. Cuối cùng mà tôi chạy đi.
sáng hai ơi. Rồi hả? Kêu thằng Thẩm cho nó xuống ăn luôn, nó đứng quay hoài à. Rồi nữa hả? Đâu hai mặt chuyên giả quay lên coi, mặt chuyên giả này lên quay coi. Ừ, rồi vậy không thấy gì mà. Mạnh Thường Quân mà. Tôi quay kỷ niệm thôi rồi bắt đầu cái ăn. Cho ra làm sao nó bị ố. Qua trước nó không bị ố. Quay bề ngang nó bự, quay xui chút xíu à. Có bấm, có bấm quay chưa đó, thấy như chưa thấy quay à nha. Chưa có ghi âm, chưa có bấm. Bấm giữa trắng trắng. Trắng mà chụp, bên đó là quay đó. Đó, đang quay đó. Đó, nó nhảy lại cho nó mới quay nè. Đây, tôi quay luôn cho. Tôi quay lượt hai cái luôn. Ông quay tôi cái đi. Đúng đúng rồi con, mình xong mình tranh thủ đi coi. Dạ. Thầy cô sắp xếp cái nào đó, thầy cô dẫn được con đi. Năm ngoái có điểm tốt gì trong chổng, mình đi bốn mấy cây gì đó. Dạ dạ đúng rồi.